Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị đồ trước. Hôm nay thì gia đình mình sẽ đi chụp một bộ ảnh Giáng sinh. Thì bọn mình là những người rất là thích Giáng sinh, rất thích Noel. Và đây là cái gì trong năm mà bọn mình rất là thích. Thế nên là bọn mình quyết định là sẽ làm lại một bộ ảnh kỷ niệm. Và đây là đồ quần áo mà hôm qua mình đã chuẩn bị này, cho mọi người xem một chút. Dừa có những cái đồ rất là xinh luôn ấy. Thế nên đây cũng là lý do mà mình muốn phải chụp lại. Tại vì mình đã mua rất là nhiều. Và những cái này thì chỉ vừa trong năm nay thôi. Thế nên là nếu mà chỉ mặc thôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Nên là mình phải chụp ảnh lại để giữ lại. Còn rất là nhiều luôn mọi người. Và hôm nay hy vọng là có thể chụp hết được. Còn chụp hết được hay không thì còn phải phụ thuộc vào là Dừa và Xoài có hợp tác hay không. Xoài thì chắc là dễ rồi tại vì Xoài đã lớn. Nhưng mà em Dừa thì còn phải tùy theo cảm xúc của em. Nhưng mà đồ của em rất là xinh luôn. Và hôm nay thì chúng mình dự định là sẽ chụp hai bộ. Một bộ thì sẽ Noel hẳn luôn. Còn một bộ thì sẽ là tông màu đen, black. Nhưng mà vẫn nhìn nó vẫn hơi festive một tí. Hơi kiểu vẫn mang hơi hướng lễ hội một chút. Mọi người có nhìn thấy những cái đôi tất rất là đẹp đây không? Nói chung là Xoài với cả Dừa có rất là nhiều đồ đẹp luôn. Mà mình chỉ không biết là hôm nay có chụp kịp được hết cái đống đồ này hay không thôi. Đó. Nhìn cái thông đây nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị tiếp những cái đồ dùng để mang theo buổi chụp hình ngày hôm nay. Thì ở đây sẽ là cái túi đồ dự phòng của Xoài Dừa này. Trong này thì mình sẽ để bình này sữa này, bình sữa, ti giả của Dừa và thêm một thỏi vàng sữa và mũ nữa. Và ngoài những cái sản phẩm thiết yếu cho Dừa ra thì mình sẽ mang thêm một bạn sáp ấm ngực. Bạn này thì có tên là Puressentiel, có xuất xứ từ Pháp. Và bạn này giữ ấm cho cơ thể và giảm ho cho bé trong cái thời điểm giao mùa, mùa đông rất là tốt luôn. Và mình thấy đây là một cái sản phẩm mà những nhà có con nhỏ giống như Xoài với Dừa thì không thể bỏ qua trong mùa này. Bạn này thì ngăn chặn những cái bệnh về đường hô hấp rất là tốt. Và mình thấy là rất là phù hợp với thời tiết ở Việt Nam. Tại vì thời tiết thất thường này và khí hậu nhiệt đới nữa. Bên cạnh bạn sáp ấm ngực có nắp màu xanh này ra thì mình còn có một bạn sáp ngủ ngon có nắp màu tím như thế này nữa. Bạn này thì sẽ giúp cho bé thoải mái này, dễ chịu và cái mùi thì rất là thư giãn. Ngoài ra thì còn giữ ấm cho bé để cả đêm bé sẽ ngủ ngon và yên giấc hơn. Thì từ khi dùng bạn này thì mình cảm thấy là bé sẽ kiểu ngủ ngoan hơn, không quấy khóc vào buổi đêm nữa ấy. Thì đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là các mẹ cũng rất là nên thử. Puressentiel là một thương hiệu tinh dầu thiên nhiên số 1 thế giới và được rất là nhiều mẹ tin dùng, cung cấp những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới. Và điểm đặc biệt của Puressentiel là tất cả những cái thành phần của bạn này thì đều được chiết xuất từ thiên nhiên và từ những cái tinh dầu quý như là olio này, lavender này, macadamia này hay là tràm trà. Nói chung là nó rất là lành tính, không chứa tá dược hay là hóa chất và thế nên là nó không có tác dụng phụ. Và thêm một cái thông tin cực kỳ hữu ích cho các mẹ đấy là 100% sản phẩm nhà Puressentiel được kiểm định HEBBD. Đây là tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ tinh dầu thực vật được phép lưu hành tại châu Âu. Thế nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng. Thì chúng mình đã chuẩn bị xong cho ngày hôm nay. Bình thường thì khi mà chụp tại studio thì mọi người sẽ thường là đến đấy với make up này, xong mặc quần áo. Nhưng mà vì nhà mình có tận hai quả này nên là mọi người chuẩn bị hết trước ở nhà make up và quần áo luôn đến nơi chụp ngay thôi. Đúng. Vào việc luôn. Đấy, trong lúc mà các con hợp tác vào chúng mình sẽ chụp luôn lúc đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ lên đường nhá. Let's go. concept đầu tiên bộ màu đen của bọn mình là em vừa thì đang hơi buồn ngủ một tí nên là đang thử là xem ngủ và không biết là có tiếp tục chụp bộ tiếp theo được không đây. Bây giờ thì chúng mình sẽ thay và chuẩn bị sang set thứ hai. Hôm nay chắc là chỉ chụp được 2 bộ thôi là kỳ công rồi đấy. Đây là lần đầu tiên chụp kiểu gia đình 4 người nên chụp là cả hai mẹ nó cảm giác nó hơi bị lộn nhộn nháo nháo một tí. Bây giờ thì chúng mình sẽ sang set thứ hai. Chúng mình đã hoàn thành xong 2 bộ ảnh thì giới thiệu mọi người đây là anh Dũng, Photo và chị Linh. Chào mọi người. Là nhà của bạn Sia. Gia đình mình cũng có một em bé tầm 3 tuổi tên là Sia, nên là bọn mình cũng rất là thích các kiểu được chụp em bé và chụp trẻ con. Đấy, và bây giờ thì Xoài đã lên phòng bạn Sia để chơi luôn rồi. Trên đấy có bộ Lego mà Xoài rất là thích nên là ở đây thì còn bố mẹ còn lại sau khi chụp bộ ảnh xong mà bọn mình rất là háo hức đợi tấm ảnh từ nhà Sia. Và ngoài ra thì chúng mình còn được chị Linh tặng thêm quần áo cho em Dừa đi chụp ảnh và được quà mang về. Cảm ơn anh chị và hy vọng là sẽ có một buổi sau để trực tiếp. Tại vì lần đầu gặp anh chị nên là vẫn còn nhiều ngại ngùng. Hy vọng là sẽ gặp gia đình Xoài và Dừa thêm nhiều bộ ảnh hơn nữa. Tại vì cũng còn ảnh sinh nhật 1 tuổi này, xong rồi có rất là nhiều dịp để đón gia đình quay trở lại chơi với studio nhà mình. Okay. Thì mình kết thúc video và buổi chụp ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Bye bye.